Hãng tin Reuters sáng ngày 9 tháng 10 dẫn số liệu của nhà chức trách Afghanistan xác nhận số người tử vong trong động đất xảy ra hôm ngày 7 tháng 10 ở miền Tây nước này đã tăng lên 2.445 người, trở thành thảm họa nghiêm trọng thứ hai trong năm vừa qua sau đợt động đất hồi tháng 2 năm 2023 ở biên giới Syria, Thổ Nhĩ Kỳ, thông tin từ báo Công an Nhân dân. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ USGS, trận động đất cường độ 6,3 độ Richter có tâm nằm cách thành phố Herat, thủ phủ tỉnh cùng tên, khoảng 35 km và làm rung chuyển cả các địa phương lân cận. Ít nhất 1.320 ngôi nhà đã đổ sập vì động đất. Ngay sau khi thảm họa xảy ra, hàng trăm thi thể đã được đưa đến các bệnh viện khác nhau, hầu hết trong số này là phụ nữ và trẻ em. Các thi thể đã được đưa đến một số nơi như căn cứ quân sự, bệnh viện. Một quan chức Sở Y tế Herat ngày 8 tháng 10 tiết lộ, tại thành phố Herat và nhiều khu vực lân cận, hàng ngàn người dân lâm vào cảnh màn trời, chiếu đất, phải ngủ dưới những tán cây và trên vỉa hè vì hoặc là nhà của họ đã bị phá hủy, hoặc họ không dám trở về nhà do lo sợ dư chấn. Các lực lượng cứu hộ Afghanistan đang chạy đua thời gian, tranh thủ từng giây phút bởi 72 giờ đầu tiên sau động đất được coi là giai đoạn vàng để tìm kiếm người sống sót. Tình trạng của những nạn nhân bị thương nhưng đang bị mắc kẹt có thể xấu đi nhanh chóng sau khoảng thời gian này.